Hello anh em, trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để kiếm token ở trong game Pirate Nation. Để mà chơi được game Pirate Nation này thì anh em một là anh em cần phải có code, mà hai là anh em cần phải có NFT hiện tại đang mua với giá là gần 300 đô ở trên Marketplace. Còn hiện tại là mình đang chơi bằng code. Anh em nào mà chưa biết cách để săn code như thế nào thì có thể là xem lại clip trước của mình. Rồi, thì trong game thì nó có một vài điều quan trọng như sau. Là khi mà anh em vào profile thì nó sẽ có phần unlock trading ở đây. Phần unlock trading ở đây có nghĩa là các cái gỗ hay là quặng cốt tông mà anh em kiếm được trong lúc mà anh em hoàn thành nhiệm vụ thì anh em phải unlock trading để có thể mua bán được. Và khi bán những cái đồ như vậy thì anh em sẽ được phần thưởng, đó là token của game. Game hiện tại thì đang có hai loại token chính, là một là Mark và hai là Gold. Thì dưới cấp 10 thì anh em chỉ kiếm được dưới cấp 10 thì anh em chỉ kiếm được token Mark này thôi. Còn token Gold thì khi mà anh em unlock trading thì anh em mới có thể là kiếm được. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm token Mark nhé. Để mà kiếm token Mark thì anh em phải có hai phần, đó là phần quest. Phần nhiệm vụ này thì anh em phải sử dụng năng lượng. Anh em phải sử dụng năng lượng để có thể là được token, một là được token và hai là được những cái nguyên liệu như là gỗ, cốt tông hay là sắt để anh em có thể là craft thành những cái đồ lớn hơn. Ở đây là ai mà chơi theo hướng là lên cấp thì có thể là hoàn thành những cái nhiệm vụ này thì sẽ mất năng lượng. Cái phần unlock trading này thì nó sẽ có hai điều kiện. Một là anh em có thể là đạt level 10 để có thể là mở free. Hai là anh em có thể là mua cái license này để mở luôn, nhưng mà cái này thì có giá 21 đô, nhưng mà mình khuyến khích anh em là nên chơi đến level 10, bởi vì là anh em mua cái license này thì lúc đấy anh em cũng không có đồ để mà bán đâu. Rồi. Ở đây là giao diện của anh em đây. Rồi để mà đánh nhau nhận được kinh nghiệm ấy thì anh em có thể là vào phần cái cột ở đây. Enter Battle để mình chơi thử một ván cho anh em xem nhé. Game này thì nó là game thẻ bài thôi. Đây, anh em có thể là dùng những cái thẻ bài này để tấn công những cái thuyền bên cạnh. Để giả dụ mình tấn công này, 10 10 đam này. Mình cũng không hiểu lắm. Anh em có thể di vào để tấn công thuyền khác. Một ngày thì anh em có thể chơi từ 2 đến 3 trận. Hồi máu này, đây là hồi máu.
cho cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Một trận thì sẽ mất tầm khoảng 3 đến 4 phút. Anh em có thể là mua thuyền, mua súng ở trên Marketplace để có thể là tăng sức mạnh của anh em lên. Hiện tại thì game cũng chỉ là bản beta thôi chứ chưa phải public nên là cũng game cũng chưa có nhiều cái hay cho lắm. Hiện tại mới chỉ là đánh thuyền thôi. Rồi, nên mình thắng ở đây. Rồi mình chơi một ván thôi. Sau khi thắng thì anh em sẽ nhận được những cái nguyên liệu để anh em có thể là craft được. Đây, bây giờ mình mới cấp 5 đây, mà cấp 10 thì mới được unlock trading, unlock cái marketplace trading. Rồi thì game game hiện tại thì nó mới cũng có chỉ như thế thôi. Ở đây anh em có thể là craft được những cái như kiểu là cờ hay là súng. Anh em cần phải kiếm những nguyên liệu này, một là anh em có thể là mua ở trên trên OpenSea, hoặc là mua trên OpenSea hoặc là mua trên các sàn khác. Cái này thì hiện cũng cái này anh em có thể là kiếm được qua nhiệm vụ thôi, không cần phải là mua đâu. Game này thì anh em chơi khoảng 2-3 ngày thì sẽ thành thạo dần. Và ngày mai thì sẽ có một cái chương trình giveaway ở trên kênh Twitter và Telegram của chúng mình. Anh em chơi thì có thể là vào nhóm Tele nhé. Rồi. Clip của mình hướng dẫn anh em chơi game Pirate Nation đến đây là kết thúc. Clip sau thì mình sẽ hướng dẫn sâu hơn về các cái chiến thuật để chơi như nào để ra nhiều token nhất. Rồi, tạm biệt anh em.